Rodrigo Alcantara, một trong những tiền vệ chơi sáng tạo nhất trong màu áo của câu lạc bộ Bayern Munich tại giải Bundesliga, và hiện nay anh đang thi đấu cho câu lạc bộ Liverpool. Thì các bạn đã xem ở đầu video, đó là một trong những kỹ thuật rất là hiệu quả và tạo nên thương hiệu của Thiago Alcantara. Thì ngày hôm nay Tuân sẽ hướng dẫn các bạn các bước để mà thực hiện cái động tác này, một trong những động tác các bạn có thể sử dụng ở trên sân 7 cũng như là sân 5. Đây là một động tác có sự kết hợp giữa hai phần. Đầu tiên đó là động tác giả body fan kết hợp với một số chuyển động của phần thân trên cơ thể. Cái thứ hai, phần thứ hai đó là sự chuyển động của chân của các bạn, đặc biệt là các bạn thuận chân nào, thuận chân phải hay là chân trái, chúng ta sẽ kết hợp một số cái động tác của chân trái hoặc là chân phải để thực hiện cái động tác này. Rồi thì để thực hiện động tác này chúng ta sẽ có một số bước sau đây. Ta sẽ đứng trước bóng như thế này, hai chân ngang bằng vai. Thì để thực hiện động tác này, đầu tiên chúng ta sẽ quên đi phần chân bên phải. Và đầu tiên thực hiện là chúng ta sẽ thực hiện phần chân bên trái. Các bạn sẽ đứng ngang như tư thế như thế này. Sau đó các bạn sẽ thực hiện động tác nhảy như vậy. Thì tất nhiên là đây là trong cái lúc luyện tập, còn khi chúng ta thi đấu thì sẽ không như thế này dễ dàng như các bạn thực hiện động tác này. Rồi chúng ta sẽ nhảy như thế này, sau đó chúng ta sẽ nhấc chân bên trái lên, chân không thuận của các bạn nhảy lên một bước như thế này, động tác giả. Mục đích của động tác này chúng ta sẽ đánh lừa hậu vệ của đối phương. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là một trong những cái động tác đầu tiên của cái kỹ thuật này. Rồi ở bước thứ hai, sau khi chúng ta nhảy lên như thế này, các bạn phải kết hợp giữa phần vai và trọng tâm của bạn dồn hết xuống phía sau, dồn hết xuống phía sau như đây. Mục đích là chúng ta khiến cho hậu vệ đối phương nghĩ rằng chúng ta sẽ đi vào hướng bên đây, sẽ đi bóng vào hướng bên này. Rồi thì ở cái bước thứ hai này, chúng ta sẽ kết hợp giữa động tác giả của phần chuyển động phần trên của cơ thể và động tác kỹ thuật của phần chân bên phải. Sau khi chúng ta đặt chân trái cách bóng khoảng 21 gang tay như thế này, chúng ta sẽ kết hợp sử dụng phần chân trên này để đẩy bóng về hướng ngược lại. Động tác cùng một số cái chuyển động của mắt cũng như là phần thân trên. Rồi ok, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta cần phải quan sát các vị trí của hậu vệ đối phương cũng như là đồng đội của mình để chọn cái thời điểm mà thực hiện động tác này. Chúng ta sẽ có 3 cái điểm lưu ý mà khi các bạn thực hiện động tác này. Đầu tiên là các bạn phải luôn ở trong cái tư thế gọi là chuẩn bị. Lúc nào các bạn phải trong tư thế chuẩn bị. Cái điểm lưu ý thứ hai, khi thực hiện động tác giả bằng chân trái hoặc là chân phải thì không thuận của các bạn phải thực hiện đổ dồn trọng tâm về phía trước, khiến cho động tác nó trở nên càng lúc càng thấp hơn, khiến cho bạn đối phương nghĩ rằng bạn sẽ dẫn banh về hướng bên này. Rồi ngoài ra thì cái chân phải của các bạn cũng phải luôn thực hiện động tác như thế nào cho nó thật nhất, và cố gắng, các bạn xin lưu ý lúc này các bạn cố gắng thực hiện động tác dứt bóng lên trên. Bước thực hiện
không phải là thi cơ. Cho nên rằng cái những cái động tác mà mình chia sẻ cho các bạn chỉ là mức tương đối thôi, chắc chắn không thể nào giống hoàn toàn thi cơ được. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và subscribe kênh của Fisher Sport. Đừng quên nhấn chuông để nhận những thông báo và các cái video mới nhất của Fisher Sport nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của Fisher Sport.